Eurowindow Holding được thành lập vào tháng 3 năm 2007 theo mô hình công ty holding nhằm quản lý phần vốn đầu tư vào các công ty thành viên, công ty sở hữu gián tiếp và khoản đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngân hàng, là sự tích hợp và kết hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực có liên quan mật thiết đến nhau, có thể bổ sung cho nhau trong chuỗi giá trị, bao gồm vật liệu xây dựng và bất động sản. Eurowindow Holding tận dụng được lợi thế để giảm thiểu chi phí và nâng cao tính cạnh tranh cũng như đảm bảo được chất lượng công trình. Eurowindow Holding trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và nội thất. Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và nội thất, Eurowindow Holding có hai thương hiệu nổi tiếng là Eurowindow và Mê Linh Plaza. Eurowindow là thương hiệu uy tín có vị thế hàng đầu tại Việt Nam. Năm 2017 là mốc son quan trọng đánh dấu hành trình 15 năm xây dựng và phát triển. Eurowindow đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng, tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể về cửa hàng đầu Việt Nam, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng hoàn thiện khác và từng bước vươn tầm quốc tế. Sản phẩm Eurowindow có nhiều tính năng ưu việt nên đã được khách hàng chủ đầu tư lớn tin tưởng sử dụng trong hàng chục nghìn công trình trên khắp cả nước như các tòa nhà công sở, văn phòng, cảng hàng không quốc tế, bệnh viện, trường học, biệt thự, chung cư cao cấp. Mê Linh Plaza là nơi kinh doanh vật liệu xây dựng và trang thiết bị nội thất đầu tiên và lớn nhất ở Việt Nam. Đại siêu thị Mê Linh là nơi chuyên kinh doanh đồ trang trí nội ngoại thất, vật liệu xây dựng hoàn thiện, thiết bị vệ sinh và phòng tắm, đồ dùng gia đình và nhiều mặt hàng khác. Công ty cổ phần phân phối Mê Linh chuyên phân phối các sản phẩm nội thất nhập khẩu từ nhiều nước trên thế giới. Eurowindow Holding trong lĩnh vực hoạt động đầu tư, quản lý và kinh doanh bất động sản. Eurowindow Holding vừa là nhà đầu tư, vừa vận hành và kinh doanh quản lý các dự án bất động sản lớn ở trong và ngoài nước. Trong lĩnh vực phát triển và quản lý khách sạn, công trình nổi bật đã đưa vào khai thác là khu căn hộ và khách sạn thuộc tổ hợp đa chức năng Hà Nội Moscow tại Liên bang Nga. Đây là nơi an cư lạc nghiệp của cộng đồng người Việt, là địa chỉ lưu trú quen thuộc của các doanh nhân khi sang Liên bang Nga và du khách quốc tế. Eurowindow Holding hiện đang đầu tư phát triển các dự án bất động sản nghỉ dưỡng lớn, mang đến thị trường hàng trăm căn hộ khách sạn hạng sang Movenpick Resort Cam Ranh, Radisson Blue Resort Cam Ranh và trong thời gian tới là khu du lịch sinh thái biển Hòn Ngang Bãi Cát Thấm. Eurowindow Holding cũng là một trong số ít các doanh nghiệp uy tín trên thị trường bất động sản Việt Nam đã thành công khi đầu tư phát triển và quản lý các trung tâm thương mại. Hà Nội Moscow là trung tâm thương mại lớn tại Liên bang Nga, Mê Linh Plaza Hà Đông, Vincenta tại Nghệ An là các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí sầm uất bậc nhất tại khu vực. Hiện nay, Eurowindow còn đầu tư, phát triển và quản lý các tòa nhà văn phòng hạng A, đáp ứng nhu cầu cho thuê trên thị trường. Eurowindow Multi Complex được bình chọn là một trong 10 công trình có kiến trúc đẹp nhất thủ đô Hà Nội năm 2011. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Eurowindow và 10 năm thành lập Eurowindow Holding, tòa nhà Eurowindow Office Building tại số 2 Tôn Thất Tùng, Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành trụ sở văn phòng mới của Eurowindow Holding và các công ty thành viên. Không chỉ có phong cách kiến trúc độc đáo, tòa nhà Eurowindow Office Building còn được thiết kế nội thất sang trọng, đầu tư những nguyên vật liệu cao cấp, ứng dụng các công nghệ quản lý hiện đại. Eurowindow Holding trong lĩnh vực hoạt động đầu tư phát triển dự án. 10 năm có mặt trên thị trường, Eurowindow Holding đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ khi đã và đang triển khai nhiều dự án lớn, mang tới hàng trăm biệt thự ven biển, căn hộ nghỉ dưỡng, hàng nghìn căn hộ chung cư cao cấp, nhà liền kề, nhà phố thương mại, góp phần giải quyết nhu cầu ở thực của người dân cũng như cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư thứ cấp tại các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Movenpick Resort Cam Ranh, khu đô thị Nghĩa Đô, Eurowindow River Park, Eurowindow Tower Nghệ An và Eurowindow Park City. Eurowindow Holding trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Hiện nay, Eurowindow Holding đang là cổ đông lớn của ngân hàng Techcombank, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam. Với tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa những hoạt động thiện nguyện, Eurowindow Holding thường xuyên tổ chức các chương trình hướng về cộng đồng. Eurowindow Holding rất quan tâm tới việc phát triển văn hóa doanh nghiệp, thường xuyên chú trọng đến công tác đào tạo cán bộ công nhân viên, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, quan tâm đến đời sống của các thành viên trong đại gia đình Eurowindow Holding. Các hoạt động nội bộ của Eurowindow Holding không chỉ là những giây phút thư giãn, giao lưu cùng đồng nghiệp, đó còn là dịp thể hiện tình cảm ấm áp giữa các thành viên,
giúp mỗi cán bộ công nhân viên của Eurowindow Holding hiểu và gắn bó hơn với tập đoàn, cùng hướng tới một năm phát triển, gặt hái thêm nhiều thành công mới. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Eurowindow Holding gửi lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công nhân viên đã không ngừng nỗ lực, đóng góp vào sự phát triển của công ty trong thời gian qua. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cố gắng để làm nên một Eurowindow Holding phát triển đa ngành, nằm trong top doanh nghiệp mạnh hàng đầu Việt Nam. Eurowindow Holding phát triển bền vững.